Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Niên NDA. Thưa các bạn, chưa bao giờ chúng ta tìm thấy một cái mạng hot như hiện nay, đặc biệt là với App Store và mạng Sui. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trình Adobe của mạng Sui với dự án App Store Non. Đây là một cái vườn ươm các cái token sẽ được bán sớm ở trên nền tảng App Store Non này. Và hôm nay chúng ta cùng tham gia chương trình Adobe với việc là các bạn sẽ làm việc ở trên Crest. Thông qua Crest thì anh em sẽ có cơ hội nhận được XP và sau này thì sẽ được có khả năng là sẽ được quy đổi phần thưởng. Dự án Adobe ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần phải có một tài khoản ở trên Crest, thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta tạo tài khoản, sau đó chúng ta nút Join. Join ở trên này. Đó, phía dưới đây chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Trước tiên là Daily này, Daily Collect này. Ta vào Claim Reward này. Ta sẽ nhận được 10 XP đầu tiên. Rồi 17 giờ sau sẽ mở. Tiếp theo là nhiệm vụ follow. Ta kết nối tài khoản Twitter. Sử dụng thao tác của quyền ứng dụng. Trở lại với Claret này. Sẽ là nút follow rồi. Claim reward này. Cố lên, cố lên. Tiếp theo là nhiệm vụ Join Discord. Chúng ta sẽ ấn vào đây, ấn nút Join Discord này. Asset Diva. Tích này. Vari. Tích tất cả những cái mục này. Ok, cái đầu tiên nó sẽ vary đấy. Thì mình nhắc cho anh em luôn này, chúng ta sẽ liên kết tài khoản Discord, tài khoản Twitter các thứ và địa chỉ ví vào nhé. Địa chỉ ví vào trong cái phần thông tin chúng ta này. Rồi tiếp theo, ra vào claim Discord này. Daily, ấn vào cái nhiệm vụ này. Set. Chia sẻ tôi với nhóm cộng đồng lớn trên Telegram bất hòa, gửi một ảnh bạn thấy lạnh lùng vân vân. Thì ở đây cái này thì anh em sẽ chia sẻ trong các nhóm Telegram, thì cái này làm được thì làm, không làm được thì thôi. Rồi đi xin thì đây, khi idol chúng tôi đang tiến gần, tôi quyết định tổ chức cuộc thi Monsit. Những người có chiến thắng trong cuộc thi sẽ là đáng nhận được vai trò OG và 20 đô trị giá của token ALT. ALT chính là cái đồng coin của cái nền tảng này. Anh em lưu ý cái đồng coin của nền tảng này nhé. Ok. Rồi. Thực thi bạn cần phải tạo biểu đồ riêng. Tạo biểu đồ riêng của mình, đăng đón bất hoàn chúng tôi. Cái này thì anh em nào làm được cái nào. Tích trang của chúng tôi ở trên CoinGecko. Chúng ta mở ra và gửi ảnh chụp màn hình nhé. Có ngay. Tích trang. Các bạn cần phải đăng nhập tài khoản vào trong CoinGecko thì mới làm điều này. Trước tiên là chúng ta sẽ add follow đi. Rồi ở phía dưới này. Không có nút like, nhỉ, mỗi khi nó có một cái nút like. Không có nút like anh em ơi. Rồi ok. Thôi cứ tạm ấn vào vậy đi. Ok. Cứ vậy đi nhá. Rồi tạm tạm vào đã. Chúng ta sẽ chụp ảnh xin shop này. Thêm favorite cũng là thích rồi đúng không em? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nộp vào trong cái đây này. Nộp cái ảnh này. Và yêu cầu phần thưởng này. Nào. Bắt đầu lag anh em ạ. Cứ kẹo ngon là dễ lag lắm. Rồi. Tick page ở trên CoinGecko đây làm nào. À, đang interview. Live page ở trên CoinMakeCap mở ra. Đúng rồi, cái này là thêm một witness rồi. Cũng có cần phải có tài khoản ở trên CoinMakeCap nha. Ta đăng nhập tài khoản trên CoinMakeCap, sau đó người ta mới thêm witness được. Rồi, ok. Nộp tiếp này. Mấy kèo này thì nói thật là những cái kèo test net và những kèo dạng này thường là không có ratio. Sorry anh em, thường là không có rep, nhưng mà mình vẫn cố gắng set cho anh em.
điền vào Privacy Form. Cái này thì cứ điền thôi, cũng chả mất gì cả, nếu mà ngon thì múc luôn. Anh em nghĩ sao nếu mà chúng ta có thể nó múc cái kèo này anh em? Ngon thì múc luôn chứ tội gì đúng không ạ? Ngon phát mà sợ cái gì đúng không? Kiểu gì chả còn lãi. Mút luôn. Rồi, cứ điền form nhé, trúng thì càng tốt mà không trúng thì thôi. Rồi, bạn muốn sự kiện nào? Ôi dồi ôi, sự kiện 3.000 độ. Thôi cứ điền vào anh em ạ, cứ điền vào, không mất gì cả, đúng không ạ? Cứ điền vào còn mua hay không là do các bạn thôi, đúng không ạ? Vui lòng chỉ submit khi bạn muốn tham gia vào Bravo Sale. Thôi mà được một point thì không bỏ gì, tôi bỏ bỏ nhé. Một điểm thì không ăn thua gì các bạn ạ. Tớ tưởng nhiều chứ 1 XP thôi nghỉ. Hoàn thành. Mời bạn về join. Đây. Mời bạn về đến crack. Ui cái này thì bỏ đúng không ạ? Tại sao? Bởi vì là cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ mời nó sẽ không đến được cái link. Nó sẽ không đến được cái link Atolab Crest này đâu. Nên cho lên là nhiệm vụ này bỏ luôn. Và phía dưới đây chúng ta còn một số các nhiệm vụ Discord. Một nhiệm vụ Discord ở phía dưới đây chúng ta mời người dùng Discord các thứ này chúng ta có thể làm. Đây đi tweet này chúng ta có thể làm đi đi tweet này được. Đấy, chúng ta có thể tweet một số cái bài tweet ở trên đây để nhận thêm điểm phần thưởng nhé. Nói chung là tớ thì không có thời gian để có thể làm tất cả những cái nhiệm vụ trên này được. Mình chỉ giới thiệu cho anh em, rồi anh em từ từ anh em cày ở đây. Cày đây thì dĩ nhiên là anh em cũng sẽ có cơ hội để nhận cái phần thưởng. Và kèo này thì có thể là mình bỏ qua. Bởi vì là mình có rất nhiều kèo khác mình phải làm. Mình sẽ giới thiệu cho anh em để anh em cày nhá. Nếu ngon thì anh em hù admin câu. Còn admin thì không chắc ăn được kèo này vì thực sự nó rất là bận. Mình phải xếp rất nhiều dự án nên nếu mà cày những cái dự án thế này thì mình không có thời gian để cày. Thì hy vọng là anh em có thể cày và ăn tốc cực đủ dự án được. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.